tiêm ba tiêm tìm được cái sổ tiêm chủng của nó nhỉ? Không thấy đâu, thế đâu lại làm cái sổ mới. Hôm qua bà định làm cái chủng mới thử ở đó nheo, còn không biết là rốc ở chỗ nào, chắc là mai lại tìm cái nó. Nhưng là đấy thì lại sờ cái nó. Em để mình theo dõi xem cách nhau bao lâu rồi đấy. Đâu có năm cơ, một năm một mũi, cứ nhớ ngày đấy là đến tiêm nó rồi. Thank you.
có đi lên ăn cái món nào không? Ăn món nào đỡ phải nấu cơm. Okay, chúng ta bắt đầu.
được ra ngoài đường đấy.